Đường ơi, tính đây, tính đây, quay đi. Nhanh lên. Xong hết chưa? Mấy ơi, cô Lan Nữ xin được mời các anh chị khách mời cũng như các anh chị báo chí đi chỗ, còn bên ngoài thì mời các anh chị vào trong ổn định chỗ ngồi để chương trình chúng ta sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thông báo từ ban tổ chức đến các chị khách mời và các anh chị phóng viên là ôi đây giả bộ mình giữ hai số được không ta? Đây nè, đây nè, mình giữ hai số luôn chị. Mày là xì bùa hơn vậy đấy, thôi gặp đi chị, tay xui lắm vụ này đó. 16 nhà, 7 nhà. Ủa? Lấy hai cái rồi. 7. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi. 1, 3 luôn kìa. Những cái lá 1 là chị. Ủa? Dạ, chị Quý. Chơi nha, chơi lớn mắt tím hơi ghê nha. Chị chơi lớn mắt tím hơi ghê nè. Bỏ ra để chơi. Hôm qua chị thấy hối hận gì điều đó rồi. Đêm anh Thúy. Chị My có làm cái cốc ghi lắm. Chị My hả? Chị My tụi mấy cốc đó. Chị My qua đánh foundation nha. Mình sẽ nguyên mặt mới biết là mình qua đánh foundation. Rồi, bên cạnh quay thao thì chúng ta sẽ có đội nón lá gồm Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mâu Thủy và Top 5 Miss Universe Việt Nam Hương Liên. Một đội nữa, hãy dành một tràng pháo tay cho đội Khăn Rằng gồm Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Hoàng My và Á hậu Kim Duy. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chào đón sự có mặt của người đẹp Nam Em. Và một tràng pháo tay dành cho tất cả các anh chị khách mời và các anh chị báo chí đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây thì cho phép Phụng Nhi sẽ được mời các cô gái xinh đẹp rất là tục. Nãy giờ chúng ta sẽ cùng tiến lên cái sân khấu ạ. Alo. Rồi ạ. Mời ba đội chơi của chúng ta sẽ cùng tiến lên để ra mắt khán giả. SNSD nha. SNSD nha. Girl Generation nha. Girl Generation. Chưa, chi. Quên đừng có làm gì vậy? Thôi mấy chị ơi, làm gì nhẹ nhàng thôi, đơn giản. Ủa, làm gì nè? Lên nói nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với ba đội chơi, giao lưu nhanh thôi trước khi chúng ta sẽ bắt đầu xem tập 1. Và trước khi tập 1 được trình chiếu trên các đài truyền hình vào lúc 21:55 tối nay, thì bây giờ chắc là sẽ mời các đội về chia sẻ nhanh về kỷ niệm trong một tháng của chúng ta hành trình với Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not. Xin chào ba đội chơi. Và bây giờ thì chúng ta đã quay trở về cuộc sống thường nhật rồi, sau một cái hành trình dài như vậy, phải thức khuya, phải dậy sớm. Thì không biết là, em được biết là chương trình của chúng ta vừa kết thúc vài ngày thôi đúng không ạ? Và cuộc sống của các người đẹp chúng ta đã quay trở về bình thường chưa ạ? Em mà sợ ai Linh? Trưởng ban tổ chức em còn không sợ, Chào mọi người, em là Tần Linh đến từ chương trình Grab Việt, có xe quay chương trình Đi Việt Nam Đi.
thực ra tụi em đã trở về nhà mấy ngày rồi, nhưng mà bữa giờ là ngày nào cũng 6 giờ thức dậy nha. Từ 6 giờ thức dậy make up xong đi ngủ tiếp, tại quen giờ. Tụi em ngày nào cũng 6 giờ thức dậy hết. Đúng không, mọi người, đúng không? Có nhà sáng nãy em 10 rưỡi mới dậy. Không có mỗi hôm nay thôi á. Mà thực ra tụi em đi về nhà mà rất là nhớ chương trình luôn á. Nhớ những bữa cơm hộp nè. Thì không chương trình này rồi. Quá chương trình luôn à. Nhớ những cái ngày mà ăn trên xe nè, 6 giờ thức dậy nè, make up vội trên xe nè, ngủ trên xe, ăn trên xe nè. Tại vì ngủ với ăn trên xe riết quen, giờ ăn ở nhà với ngủ trên giường á. Sướng quá không? Không quen. Không chịu nổi. Chưa quen đúng không? Chưa quen đúng không? Linh có nhớ những ngày mà Linh khóc Linh muốn bỏ về không? Ly chặt quá Ly ơi. Nhớ nha. Nói về cảm xúc của tụi mình xin hỏi quý khán giả, quý báo chí một câu hỏi. Mọi người có biết là Bắc Bình Vương là ai không ạ? Bình Định Vương nữa chị ạ. Bình Định Vương. Đầu tiên là Bắc Bình Vương là ai không ạ? Có ai biết không ạ? Có ai biết không ạ? Ai biết tay đây nè. Rồi rồi, ok, nếu mà như vậy thì không sao, mình không biết cũng không sao. Toàn thể hội trường ở đây đều không biết. Các anh chị phóng viên báo chí nhé, nếu mà trong trường hợp cái này mà câu hỏi này được đưa ra thì các anh chị nhớ rằng là chúng ta đều không biết như nhau nhé. Bắc Bình Vương là vua quan Trung Nguyễn Huệ đã đánh giặc thần tốc như thế nào thì chị em chúng tôi cũng chơi một hành trình thần tốc như vậy. Di chuyển thần tốc, di chuyển chạy bão luôn. À, ăn uống thần tốc, make up thần tốc đến nỗi Hoàng My được phong là nữ hoàng make up của nguyên tuần, Miss make up của toàn bộ game show. Ghi hình thần tốc và thậm chí là cãi nhau cũng phải cãi lẹ, chứ nó không có hở là không kịp tiến độ, cãi nhau cũng thần tốc luôn. Cãi nhau lẹ. Và kỷ niệm thì có rất là nhiều luôn. Nước mắt cũng có, nụ cười cũng có, giận dỗi cũng có. Thì quý vị sẽ được khám phá trong suốt hành trình 10 tập của Việt Nam Why Not cùng với những cô gái của ba team ạ. À, xin mời các cô gái mình bước lại một tí xíu đi, máy chiếu ơi. Mặt mấy chị không đẹp chưa? Rồi, để chụp hình cho đẹp nè. Cho em hỏi thêm một xíu nữa là bây giờ đội nón lá chia sẻ thêm nha. Các chị đã có những cái kỷ niệm nào mà ấn tượng nhất? Do mình không có tiết lộ về chương trình nha. Dạ, em không biết là có ấn tượng về chương trình Việt Nam Why Not đi, Việt Nam đi hay không. Nhưng mà em về nhà ngủ 3 đêm, đêm nào cũng nằm mơ thấy quét QR code và thực hiện thứ đó. Đến bây giờ vẫn còn QR code, vẫn còn đua luôn nha mọi người. Vẫn còn đua và em có nhắn tin trong group với mấy chị là mấy chị ơi sao em vẫn nằm mơ và em chưa thoát được. Chưa xảy ra mà dạ. Mà tim đập bịch dạ. Mũi rồi rất là hồi hộp nữa mà được cái chê thua nữa chứ. Thôi tiết lộ rồi, tôi đợi khăn làm như sao ạ? Cái mà tối nào mà tụi em cũng về và mơ thấy quét QR code thì Hoàng My gọi đó là hội chứng QR code. Đó là cái hội chứng mà chỉ có những người mà trong team thi Vietnam đi, đi Vietnam đi thì mới có thôi. Và riêng với Hoàng My thì Hoàng My bị ghiền cái cảm giác mà mình vừa bị hành xác mà mình vừa bị hành não. Bị ghiền. Bị ghiền luôn nha. Tại vì tại vì khi trước đây á, mình cũng đã đi rất là nhiều nơi và mình cũng đã gọi là dùng não rất là nhiều, nhưng mà ở một cái cường độ kinh khủng khiếp như đi Việt Nam đi thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Hoàng My đã đặt Hoàng My vào đây. Và có nhiều khi Hoàng My thức dậy và Hoàng My hỏi Yến là Yến ơi, My không hiểu tại sao mình ở đây đó. Tại sao mình lại để mình bị hành xác và hành não đến như vậy. Và khi mà mình ở trong cái tình trạng gọi là tất cả mọi thứ đều được đẩy căng lên, khi mà cơ thể là mệt rũ rượi, mệt nhoài, về là không kiệt sức, không còn sức lực nữa và không thể suy nghĩ một cái gì khác hơn để dành cái năng lực đó và để giải đề cho ngày mai. Đó là cái tình trạng mà tất cả những thành viên ở đây thường xuyên và ngày nào cũng phải đối diện cái tình trạng đó. Nhưng mà để tiếp lời Hoàng My luôn, là mặc dù là bị hành não, hành xác một cách dã man như vậy, tuy nhiên mà tất cả chín cô gái mỗi lần mà quá mệt mỏi đều nhủ trong đầu là khô máu, chiến thắng nha. Có nghĩa là tại vì sao, nếu mà bất kỳ một thành viên nào trong team mà dừng lại phía sau thì tất cả team nó sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và rũ rượi, cho nên là tất cả mọi người đều phải chung tinh thần là chiến đấu bằng mọi lúc, bằng mọi giá, bằng tất cả mọi thứ mình có để mà tối về là coi như hết pin luôn. Ngày nào cũng hết đúng mà sáng nào cũng khủng khiếp. Và cái ngày đầu tiên khi mà được quay trở về nhà và được nằm ngủ thì buổi sáng thử thách đầu tiên mà đưa trong team đó chính là xem ai ngủ lâu hơn. Quét QR code xem hôm nay ai ngủ được lâu hơn. Như vậy là nãy giờ các cô gái chúng ta chia sẻ thì mọi người cũng thấy hấp dẫn đúng không mọi người? Đó, còn hấp dẫn như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 1 Sắc Màu Việt Nam.
trời chơi. Và bây giờ anh hãy dành một điều ước nha, một điều ước cho chương trình và cho bản thân anh. Ước gì chương trình? Chuẩn bị sẵn tóc lên. Bắt lưu, bắt lưu, bắt lưu. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật anh Bảo Hoàng ạ. Một ngày sinh nhật đặc biệt với sự xuất hiện của các cô gái thì chúc mừng sinh nhật anh. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị. Anh Hoàng có gì chia sẻ không anh Hoàng? Đẹp quá nên che bớt ra không sao đâu. Đâu rồi? Anh Hoàng, đẹp trai quá anh Hoàng. Trời ơi, Thủy đẹp quá đi mà. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người vì thật ra năm nào mình cũng sinh nhật ở trên set hết á. Năm nào sinh nhật cũng đang là Hoa hậu Hoàng Vũ hoặc là đưa Hoa hậu Hoàng Vũ đi thi. Và năm nay là một cái sinh nhật rất là đặc biệt, là một cái kỷ niệm chắc chắn sẽ không bao giờ quên với Vietnam Why Not. Tại vì đây, vì mình tham gia rất là nhiều production thì đây là gần như là một trong những cái production mà mình sẽ nhớ nhất và nhớ mãi về sau luôn á. Vì thật ra tham gia production này rất là cực. Quay trong 20 ngày, đi qua 11 tỉnh. Và tụi mình vừa quay vừa chạy bão nữa, có nghĩa là lịch nó còn không đúng nữa. Mình đang quay ở đây xong bão ở chỗ này, mình quay qua chỗ khác, mình quay qua chỗ lại. Thì nhưng mà tất cả những thứ đó khi mà cuối cùng quay trở lại nó đều là những cái kỷ niệm. Và mình rất là hạnh phúc vì mình đã gather được 100 con người trong 20 ngày. Trong cái hành trình đó và mình giúp tạo ra được một cái liên minh 9 người bạn nữa. Và mình lại có thêm những cái cô gái, những cái người bạn đồng hành cùng với mình trong cái hành trình lan tỏa du lịch Việt. Và rất là cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây. Thưa quý vị, như vậy chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Và rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tham gia buổi phát sóng tập 1. Và quý vị hãy nhớ theo dõi các tập tiếp theo vào lúc 21:55 hàng tuần trên kênh VTV9, các đài địa phương và kênh YouTube của Miss Universe Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok rồi. Chị diễn sát lên. Ok rồi. Chị thôi. Ủa đâu? Dạ.